cũng mấy chậu thế này. Chà, mệt quá. Có ai khổ như cái thân tôi không cơ chứ. Mình uống đi, ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt. Quần quật từ sáng đến tối, hết cơm nước lợn gà, lại nhà cửa vườn tược. Khổ nhất là phục vụ mẹ, không đi đứng ăn uống được, đến cả thìa cháo cũng không tự xúc nổi. Sao mà tôi khổ thế không biết. Anh biết em vất vả, mẹ giờ tuổi già sức yếu rồi, mẹ lại chỉ có mỗi mình anh, thành ra... Nhưng mà em mệt lắm rồi, đã 3 năm trời nay, em lúc nào cũng làm tròn bổn phận, nhưng sức người có hạn, sức chịu đựng của em cũng chỉ đến thế mà thôi. Này mình, sớm nay đi chợ, em nghe người ta nói trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, trụ trì ở chùa ấy rất thương người, hay cưu mang những người khó khăn, cơ nhỡ, vị ấy lại có tài bốc thuốc chữa bệnh. Hay là chúng ta đưa mẹ lên đấy, nhờ sư thầy chăm sóc giúp, biết đâu bệnh tình của mẹ lại có thể thuyên giảm, mình thấy sao? Thật á? Có ngôi chùa như vậy sao? Thật mà. Nhưng làm thế, người ngoài mà biết, e rằng không hay, họ lại chê cười vợ chồng mình bất hiếu, không nuôi nổi mẹ. Gớm, mình cứ khéo lo, đưa mẹ lên đấy, có phải mẹ bị bỏ đói đâu mà lo. Hơn nữa nhà mình cũng nào có giàu có gì, lấy đâu ra tiền mà thuốc thang cho mẹ đến nơi đến chốn. Lên chùa khéo mẹ còn sướng hơn ấy chứ. Hay là như thế nhỉ? Nhưng từ đây lên núi đường xá xa xôi lắm, tôi lại chẳng biết đường, làm sao mà đi được. Mình không phải lo, tôi sẽ hỏi đường cụ thể rồi vẽ đường cho mình, để hàng xóm đỡ xì xào. Sáng mai mình đưa mẹ đi thật sớm, nếu đi sớm thì chắc cũng chỉ tới chiều tối là tới nơi thôi. Thôi được, tôi nghe mình. Mình quả là sáng suốt. Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Con cõng mẹ tới nhà thầy Lang này bốc thuốc. Ông ấy giỏi lắm, chắc chỉ vài tháng là mẹ khỏi bệnh ngay. Phải đấy mẹ ạ, mẹ cố gắng thuốc thang cho mau khỏi. Vậy à, thế thì tốt quá. Các con vất vả quá. Mình đi rồi chóng về nhé. Chà, đường khó nhớ quá. Mệt lắm không con? Không sao mẹ, con đi được. Chỗ này đi đường nào nhỉ? Chắc là đi thẳng. Không ngờ lại xa thế, mà đường đi thì cứ rẽ phải là rẽ trái, không cẩn thận là nhầm như chơi. Kia rồi, sắp tới nơi rồi. Cái gì cộm cộm trong giày mình thế nhỉ? Quái lạ, tự nhiên lại có hạt đậu rơi vào giày là sao? Lẽ nào... Mẹ! 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 Rải đậu ư? Thì ra là mẹ. Mẹ rải đậu dọc đường đi để làm gì vậy? Mẹ, mẹ rải để đánh dấu đường. À, thì ra là vậy. Mà có đánh dấu thì ngày mai mẹ cũng đi một mình về nhà làm sao được chứ. Vả lại, chim nó ăn hết thì làm gì còn dấu nữa. Không con ạ, mẹ định lát nữa tới nơi mới nói cho con biết. Ở những chỗ rẽ, mẹ đã rải rất nhiều, chim không ăn xuể đâu con ạ. Mẹ rải là để đánh dấu đường cho con, sợ lúc con về lạc lối, quanh quẩn mãi không tìm được đường thì khổ. Mẹ, 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 con sai rồi, con thật bất hiếu, con lạc lối thật rồi mẹ ơi. Người chỉ yêu bản thân mình. La 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 la. Ôi, chàng mới thật tuấn tú làm sao. Hỡi chàng trai, chàng đang làm gì ở đây vậy? Bắn trượt mất rồi. Chào chàng trai. Chàng có thể nói cho em biết chàng đến từ đâu không? Vẻ đẹp của chàng đã cuốn hút tâm hồn em. Khoan đã chàng ơi, trái tim em đã thuộc về chàng, hãy mang em đi theo. Nàng là ai? Đừng làm phiền ta nữa. Trên thế gian này, ta không yêu ai ngoài bản thân mình.
Chàng ơi! Chàng ơi! Này chàng trai, ta là nữ thần tình yêu. Cô gái mà lúc nãy chàng gặp đã trót yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì chàng không quan tâm đến tình cảm của cô ấy, nên trái tim của cô ấy đang vỡ vụn. Chàng có thể quay lại an ủi nàng không? Tại sao ta phải quay lại? Việc cô ta yêu ta thì có liên quan gì tới ta đâu. Ta không yêu cô ta, ta không quan tâm tới cô ta. Hãy tránh đường cho ta đi. Hãy giúp cô ấy. Cô ấy vì nhớ thương chàng nên mỗi ngày một héo úa. Chàng hãy nhìn xem. Đó không phải là việc của ta. Thôi, ngươi đừng tiếp tục làm phiền ta nữa. Hãy tránh ra cho ta đi. Này, chàng trai, ngươi đã tỏ ra quá kiêu ngạo và không thèm để ý quan tâm đến tình cảm của người khác. Cách xử sự ngươi đã làm tổn thương đến trái tim nhạy cảm của nữ thần núi Echo xinh đẹp. Chẳng nhẽ ngươi không thấy xử sự như vậy là quá đáng sao? Ta không có lỗi gì cả. Tại sao ta phải để tâm tới cô ấy chứ? Ta chính là nữ thần hạnh phúc. Sự kiêu ngạo của anh không những làm tổn thương nữ thần núi mà còn xúc phạm đến ta. Ta nguyền cho anh sẽ yêu phải một người mà người đó sẽ không yêu anh. Anh sẽ phải chịu đau khổ như nữ thần núi Ê cho. Ta sẽ không bao giờ vấp phải lời nguyền đó đâu. Vì ngoài chính bản thân ta, ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu ai cả. Bản thân ta đã quá đẹp đẽ và hoàn hảo. Sẽ không ai xứng đáng để ta yêu ngoài bản thân mình. Người quả thật là người đàn ông kiêu ngạo nhất thế gian. Một người kiêu ngạo và không yêu ai cả, không xứng đáng để có được hạnh phúc. Thôi, các ngươi đừng chặn đường làm phiền ta nữa. Hãy tránh ra để ta đi. Ngươi sẽ nhận được những gì mà ngươi đáng được hưởng. Chà, may quá, có con sông. Ta phải xuống đó múc nước uống mới được. Ôi, sao lại có người đẹp như này? Hãy đến với ta, hỡi người yêu dấu. Ôi, sao lại lạnh lẽo thế này? Người yêu dấu đâu rồi? Người yêu dấu ơi, đừng bỏ ta đi. Người tôi yêu đây rồi. Làm sao để người đến với ta bây giờ? Sao chúng ta lại cứ bị ngăn cách bởi mặt nước lạnh lẽo thế này? Trời ơi, ai còn có thể đau khổ hơn ta được đây? Vì sao chúng ta không thể đến được với nhau? Ôi, hay bóng hình này chính là ta chứ không phải là ai khác. Ta đã yêu chính bản thân ta mất rồi. Ôi, ta mệt quá. Người yêu ơi, chỉ có cái chết mới chấm dứt được cuộc tình đau khổ này. Không, không, người không thể biến mất được. Ít ra, người hãy để ta ngắm nhìn người thêm lần nữa. Đừng đi, đừng rời bỏ ta. Trời ơi, ta mệt quá. Vĩnh biệt. Thật tội nghiệp, một kẻ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, tất sẽ chết vùi trong cô đơn và tuyệt vọng. Cá chép hóa rồng. Thuở ban sơ, Ngọc Hoàng mới tạo ra đất trời chưa được bao lâu. Khi ấy, người là người ban mưa gió xuống trần gian. Không ổn công chúng ta nghiến răng kèn kẹt, trời cho mưa xuống rồi. Đã quá! Mưa mùa hè tuyệt thật. Giờ muôn loài thủy sinh đã yên tâm phát triển. Tuy nhiên, trên núi, trong rừng, các loài còn chưa được phong phú, đúng không? Vâng, thưa Ngọc Hoàng, các loài trên núi còn thưa thớt lắm ạ. Trong rừng cũng vậy. Được rồi, trên rừng dưới biển, vạn vật phải được hài hòa. Nơi thiếu cần được ưu tiên bổ sung. Giờ nước đều đã ổn định, ta sẽ không trực tiếp làm mưa gió nữa. Này ta ban cho rồng của thiên giới việc làm mưa xuống trần. Hãy truyền lệnh ta, xin tuân lệnh Ngọc Hoàng. Rồng từ đó thay Ngọc Hoàng làm mưa, nhưng số lượng rồng lại ít quá, không đủ cho mưa đều khắp nơi. Chẳng bao lâu dưới trần gian xảy ra nạn hạn hán. Cứ
tháng nắng nôi mãi thế này, mưa không về lấy một giọt. Hạn hán thế này, loài thủy sinh chúng mình là chết đầu nước. Dạ, nạn hạn hán đang thực sự rất nghiêm trọng thưa Ngọc Hoàng. Số rồng của thiên giới hiện tại là bao nhiêu? Tâu Ngọc Hoàng, cả thảy là 6 ạ. Ta muốn chọn các loài thủy sinh lên làm rồng. Chính chúng sẽ là người hiểu nhất nước có ý nghĩa thế nào với sự sống còn. Dạ, điều này thần e rằng khó có thể đoán định trong số các thủy sinh loài nào đủ khả năng để thành rồng. Ta sẽ tổ chức một cuộc thi nghiêm ngặt, chuẩn bị ban chiếu chỉ của ta xuống vua Thủy Tề, chủ trì tổ chức. Vâng, thưa Ngọc Hoàng anh minh. Chiếu chỉ của Ngọc Hoàng đã rõ, ta chính thức phát động cuộc thi rồng, kén chọn loài nào đủ sức đủ tài xứng làm rồng thiên giới. Thưa vua Thủy Tề, chúng tôi nhất định sẽ dự thi, khó mấy cũng phải ghi danh tham dự. Ta hoan nghênh tinh thần của muôn loài. Để hóa rồng, các khanh cần qua 3 đợt sống. Vượt thác vũ môn được tạo nên bởi linh khí của trời đất. Loài cá lớn chúng ta nhất định sẽ làm nên chuyện. Các bạn cứ đi thi cho vui, chứ làm rồng thì đã có chúng tớ lo rồi. Các anh chớ có nói trước. Ừ, thì cơ hội là như nhau, nhưng khả năng thì lại khác. Ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu hành trình với thác vũ môn nhé. Ừ, chúng ta nhất định sẽ hóa rồng. Anh có chép, mai anh đi cùng chúng tôi luôn chứ. Các anh cứ tới trước đi, tôi muốn tập luyện thêm nữa. Có cơ hội này để mang nước về cho muôn loài, mình nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Hơi dào, anh cứ khéo quan trọng hóa vấn đề, không đến nhanh ấy à. Các bầy thủy sinh khác họ hóa rồng hết. Thôi kệ anh ấy, chúng mình cứ đi trước. Một tháng sau, thác vũ môn quả thực không dễ chinh phục. Đã hơn một tháng trời nhưng chưa loài thủy sinh nào vượt qua được đỉnh cao nhất. Sức vóc như các cậu, tốt nhất nên về đi. Khó đến thế kia à. Trời, tôi đã thử đến lần thứ 5 rồi. Không ngờ thác lại cao đến thế. Sóng mạnh quá, tôi bơi còn không nổi đây này. Tôi phải nghỉ mấy ngày mới dám bơi về, chứ đừng nói gì nhảy lên đó. Đã vượt qua bao thác ghềnh mới đến được đây, còn chưa chinh phục mà các anh đã nản chí thế rồi hả? Mấy anh cá lớn thế còn phải bỏ về mà cứ cứng đầu phi lên. Kìa, anh ấy suýt thì hóa rồng rồi này. Vây vẫy râu, anh ấy chả phải râu rồng là gì. Tiếc là không qua được ngọn thác thứ 3, lưng cong cụm lại rồi. Biết thế này tôi đã luyện tập kỹ càng. Là anh cá chép ở sông nhà mình đây mà. Trời ạ, à, anh ấy đang phi như bay lên thẳng ngọn thác. Ui chà, chú chép kia chẳng phải chép thường đâu nhá. Phải năng rèn luyện thân thể lắm, bản chất lại quý hiếm đặc biệt, miệng ngậm ngọc trai kia kìa. Cá chép nhờ đợt sóng cao đưa lên, qua luôn một lần ba đợt sóng, vượt vũ long môn, nhã ngọc hóa rồng. Anh cá chép hóa rồng rồi. Chúng ta chỉ biết xôn xao ùng đi thi thố mà không ai chuẩn bị chu đáo. Cơ hội lần này coi như bỏ lỡ rồi. Từ đó, hình ảnh cá chép hóa rồng được lưu truyền dân gian, trở thành biểu trưng cho sự nỗ lực, may mắn, trót lọt, thành công trong học hành, thi cử, cũng như công danh sự nghiệp. Câu chuyện người tuyết. Thỏ con à, mai mẹ có việc phải đi vắng 2 ngày. Thức ăn mẹ đã chuẩn bị hết trong nhà rồi, con ở nhà ngoan nhé. Khi về nhất định mẹ sẽ có quà cho con. Con không cần quà, con muốn có ai đó để chơi cùng cơ. Yên tâm đi, mẹ đã chuẩn bị cho con một người bạn rồi. Con hãy nhìn xem đằng trước kia. Ôi chao, mẹ nặng cho con người tuyết này để chơi à? Tất nhiên rồi, con có thích không? Dạ, thích lắm ạ. Mẹ gắn 2 hạt nhãn làm thành mắt của người tuyết nữa là đầy đủ rồi. Con đã có bạn để chơi, không lo buồn nữa nhé. Ôi chao, một bạn người tuyết thật là láo lĩnh. Con cảm ơn mẹ. La la
la la la la. Giá mà cậu có thể cử động và chơi cùng với tớ thì tuyệt biết bao. Cho tớ chơi với. Wow, thật là kỳ lạ. Cậu cử động được sao? Ôi, thích quá. Vậy chúng mình cùng chơi thôi. Ôi chao, ấm áp quá. Được ngủ nướng mới tuyệt vời làm sao. Lạ nhỉ, sao mãi mà không thấy thỏ con ra đây chơi mẹ nhỉ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Thôi chết, hình như thỏ con đang gặp nạn. Thôi chết, ta phải nặng những quả cầu tuyết ném vào đống lửa thì mới nhanh chóng dập tắt được. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ. Mình có thể bị tan ra nhanh chóng. Không, mình thà bị tan ra cũng nhất quyết phải cứu được thỏ con. Mẹ cứu. Đừng sợ thỏ con, đã có tớ ở đây. Đừng sợ. Trời ơi, thỏ con. Mẹ ơi, con sợ quá. Người tuyết, bạn ấy. Trời ơi, bạn ấy tan ra thành nước ư? Không đâu. Hóa ra vì cứu con mà bạn ấy đã không quản ngại thân mình xả thân vào lửa. Vâng, làm thế nào để bạn ấy quay trở lại đây mẹ? Bạn ấy đã mất rồi sao? Mẹ tin là bạn ấy rồi sẽ hồi sinh. Cậu bé người tuyết vẫn ở bên cạnh chúng ta. Thạch Sùng và Tắc Kè Hoa. Ồ, vườn hoa đã nở rộ rồi. Mình phải rủ Tắc Kè Hoa đến xem mới được. Tắc Kè Hoa sẽ thích lắm. Tắc Kè Hoa ơi, Tắc Kè Hoa. Thạch Sùng, cậu gọi tớ gì thế? Này, tớ mới phát hiện rừng hoa giữa rừng đang trổ bông, đẹp lắm. Bây giờ chúng ta cùng đi tới đó, ngắm mặt trời mọc đi. Ôi, thế cậu đợi tớ một xíu. Tớ trở vào xin phép mẹ, rồi chúng ta cùng đi nha. Ôi, đẹp quá. Tớ đã đợi vườn hoa này nở từ lâu lắm rồi. Cậu là người bạn đầu tiên tớ nghĩ tới khi nhìn thấy vườn hoa nở rộ đấy. Chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé. Tớ cảm ơn cậu nhé. Tớ cũng có điều bất ngờ cho cậu xem này. Ôi, sao cậu có thể đổi màu cơ thể hay quá vậy? Tớ phải khó khăn, bí mật giữ tới ngày hôm nay mới cho cậu biết đấy. Tớ đã tự nhủ rằng đợi đến ngày hoa nở rộ rồi tớ sẽ nói cho cậu biết. Cậu nhìn này, tớ còn đổi được các màu khác nữa đấy. Ôi tuyệt quá. Cậu dạy cho tớ cách biến đổi màu sắc cơ thể giống cậu với nhé. Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Cậu dạy cho tớ nhé. Thật ra mẹ tớ chỉ dạy tớ là khi đứng gần vật màu gì, chỉ cần tự nhủ trong đầu,
mình muốn biến thành màu giống như thế này. Thấy là tự cơ thể sẽ đổi màu giống vật ấy thôi. Cậu thử làm theo xem nào. Nhưng tớ biến thành màu gì bây giờ? Hay là cậu thử biến thành màu đỏ giống tớ lúc nãy xem. Mình muốn biến thành màu đỏ giống bông hoa này. Cậu đã đọc được suy nghĩ mà tớ bảo chưa? Tớ đọc rồi mà, sao lại không được chứ? Hay là cậu thử với cành lá này xem. Mình muốn biến thành màu xanh giống cành lá này. Mình muốn biến thành màu xanh giống cành lá này. Cậu thấy tớ đã đổi màu chưa? Vẫn chưa được, cậu thử lại đi. Sao tớ thử bao nhiêu lần rồi mà không được nhỉ? Hay là còn điều gì cậu chưa nói cho tớ biết? Không, lúc tớ muốn biến đổi màu sắc cơ thể, tớ chỉ làm có thế thôi mà. Thôi, cậu không thật tâm dạy cho tớ, tớ không cần học nữa. Lần sau cậu cũng đừng đến vườn hoa này nữa. Này gõ kiến, dạo này cậu có hay gặp tắc kè hoa không? Thỉnh thoảng tớ vẫn hay sang nhà tắc kè hoa chơi. Sao thế Thạch Sùng? Này, tớ nói cho cậu biết một bí mật. Nhưng từ nay cậu đừng chơi với tắc kè hoa nữa đấy. Ừ, cậu nói đi. Nè, các cậu đang nói chuyện gì vậy? Cho tớ gấp vui với. Tớ thấy bảo cậu ta xấu tính lắm. Tớ cũng nghe kể rồi. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Sóc ơi, xuống đây chơi. Tớ đang bận lắm, tớ phải đi đây. Mọi người hôm nay sao thế nhỉ? Còn cả Thạch Sùng nữa, chắc cậu ấy đang ở vườn hoa. Mình phải tìm cậu ấy mới được. Không biết cậu ấy hết giận mình chưa nhỉ? Mình phải tạo bất ngờ cho cậu ấy mới được. Sáng nay bọn tớ gặp tắc kè hoa. Cậu ta chào, nhưng bọn tớ không thèm trả lời. Bây giờ trong cậu ta đúng là xấu y như lời Thạch Sùng nói vậy. Ừ, tớ cũng thấy vậy. Thạch Sùng đã nói xấu mình ư? Các cậu làm tốt lắm. Sau này các cậu cũng đừng để ý đến cậu ta làm gì. Ôi, lão chim ác, mau chạy thôi. Các cậu chờ tớ với. Cậu mau lại đây nấp vào người tớ nhanh lên. Thật ra, chuyện dạy học cậu biến đổi màu sắc cơ thể hôm qua, lúc về tớ có hỏi lại mẹ tớ. Trời, con dạy Thạch Sùng biến đổi màu sắc cơ thể ư? Đó là khả năng di truyền của họ tắc kè hoa. Con không thể dạy và cũng không bạn nào có thể học được đâu con. Vì thế, tớ đến đây để nói cho cậu biết sự thật. Hóa ra là như vậy, là do tớ đã quá ích kỷ. Lúc nãy, cậu có nghe thấy... Bây giờ cậu hiểu được là được rồi. Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu đã không trách tớ. Cậu còn là người duy nhất bên cạnh tớ khi gặp nạn nữa. Từ nay cậu vẫn là bạn của tớ chứ. Ừ, tất nhiên rồi. Hình như lão chim ác bỏ đi rồi. Chúng ta đi dạo vườn hoa thôi nào. Ừ, chúng ta đi nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.